ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ, tức ngày 19 tháng 3 năm 2014, kỷ niệm 32 năm ngày Quý Tỵ, ông Trần Quốc Bảng, ông Trưởng, sinh năm 1933, mất năm 1980, năm một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ, nỗi lòng con thơ gửi gắm những niềm thương, dù bao năm dù có hóa vô thường, công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất cả cuộc đời cha ta, các mật cho chúng con lẽ sống tình yêu đại thương bao la đâu đã là nhiều. Hồi tưởng những gì tôi biết nhân này dỗ anh tôi bài viết của ông Trần Bảo Thảo, nếu nói về con trai của cụ cố Trần Bảo Như thì tôi là con trai thứ ba, anh cả tôi là Trần Bảo Bản, sau này mới đổi thành Trần Quốc Bản. Anh là con trai cả trong gia đình. Anh tôi sinh khoảng năm 1933 là năm Quý Dậu. Anh cả tôi hơn tôi khoảng 9 tới 10 tuổi. Tôi rất tính trọng vì gia đình chúng tôi ảnh hưởng tinh thần nho giáo tôn ti nhất mực. Quyền huynh thế phụ tôi còn nhớ anh tôi rất nghiêm nghị nhưng rất khả ái lại vui tính. Tôi còn nhớ anh tôi có đôi mắt hơi sét, mũi dọc vừa, tính tình vui vẻ, thần thái tươi tinh, lại ra tài hay làm thơ, biết lái xe, nhiều tài lẻ, luôn giúp đỡ và thân thiện với mọi người xung quanh nên mọi người đều quý mến. Vào những năm 1953, 1954, lúc đó tôi khoảng chừng chưa đến 10 tuổi, những hình ảnh thân thương ấy vẫn còn thấp thoáng trong ký ức của tôi. Lúc đó là thời gian thuộc có MOP cửa hàng bán tạp hóa, tại thuốc của hàng thuốc là Thái Lan, khu đất có ở thuốc chợ rồng bấy giờ tên khu đất có bây giờ là ngân hàng hàng hải Việt Nam me đi xem banh, khu đất bắc tổ nhất tại thành Nam chỉ dành cho những đại gia lấy tên hiệu là Tân Hồng Thái, ba chữ có do một ông có tên là Tống và mặc hơi dỗ hoa là người bạn thân của bố tôi từ thời kỳ tạ tư Tống Pháp. Thế rồi đấy, đã cũ là xong rồi lòng. Có hai xe tải, lúc đó tôi thấy gọi là tên cửa ra sang xanh. Lúc đó tôi cùng chị tôi là Trần Thị Quế Nghĩa cùng đi học ở trường Đình Hiến do cô giáo tăng dạy. Đó là giai đoạn có những kỷ niệm không thể quên đến với chú ước tuổi thơ tôi. Tóm lại anh cả của tôi rất đáng kính, đáng yêu, thân thương nhất mực, mãi mãi trong lòng tôi. Anh là người anh hết mực thương yêu, chăm sóc lo lắng cho các em, nghiêm khắc nhưng chứa đầy tình thân ái. Do cơ trời vận nước chúng tôi phải rời xa quê nhà, tôi còn nhớ ở nước ngoài chúng tôi nhận được thông tin của anh do cơn bạo bệnh vào năm 1985, anh tôi đã mãi rời xa, để lại trong lòng mọi người nỗi tiếc thương vô hạn và nỗi nhớ hôn môi. Anh hưởng thọ 58 tuổi, vào những năm đó còn nhiều khó khăn gian khổ vô hạn, thế là anh đã quy tiên để bao nỗi nhớ niềm thương cho đời nhân. Đây em có đôi lời chúc anh an hưởng ở nơi niết bàn, thương anh sâu đợi sâu chờ trong lòng mọi người luôn nhớ về anh. Đôi khi có những sự sai sót hoặc không được chính xác tin tính, mong sự lượng thứ. Trần Thảo, tháng 2 năm Giáp